mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo anh em. Và đây, hiện tại thì mình đang ở ngay vị trí thung lũng một cái ba lô level 2, hết sức là ngon lành luôn mọi người. Qua phía này coi, với vãi trưởng, một đứa ngay bên này luôn. Ngại gì vậy Hải anh em ơi, chạy qua sơn nó luôn nhỉ. Vãi cả trưởng này bây giờ muốn làm sao? Chạy hả em, chạy hả em. Ui, sao đấy, chạy hả em ơi, làm sao đấy. Không hiểu là cái thằng bé này nó nghĩ cái gì nữa Hải anh em ơi. Ok luôn, một kill đầu tiên luôn, rất là ngon lành. Và được rồi nha. Ok, mình sẽ quần máu cái đã anh em ơi. Quần máu cho nó gọi là đầy cây. Full cây máu thì các bạn sẽ chơi game tự tin hơn rất là nhiều luôn. Ten ten. Và ở đây là thừa một cái băng súng nên là kẹo vừa vứt nó ra ngoài luôn. Và chúng ta sẽ không sử dụng nó nha mọi người. Phải nói là combo rất là ngon, combo rất là chất lượng. Hiện tại thì mình đang sở hữu hai cây súng, một cây Goza, một cây MP40, hai cây đều skin ngon lành luôn. Ten ten. 34 người chơi nữa hả? Chúng ta chỉ mới bắt đầu đến với một trận đấu rank trên đảo quân sự thôi. Tầm này là cứ phải gọi là đi săn nhiều mạng lên anh em và kiếm nhiều kill lên đó. Tầm khoảng chục kill top 1 là ok rồi. Và đây nha mọi người, chúng ta vẫn còn có máu nữa. Mình đang sở hữu được cái ba lô 3 và chắc là lúc thêm xíu đồ nữa thôi thì mình sẽ full luôn cái ba lô này. Cơ bản là mình loot đồ như kiểu là hơi bị tạp một xíu anh em. Đó, toàn loot đạn súng trường các kiểu. Đến bây giờ là kẻ đã có tận được 8 túi máu rồi nè mọi người ơi. Như thế này thì có lẽ là hơi bị nhiều phải không nào. Cơ bản là khi mà anh em chơi game anh em chỉ cần từ 5 đến 6 túi máu thôi. Chứ thực chất là các bạn sẽ không cần lượm nhiều như vậy. Đơn giản là vì nó sẽ rất là tốn cái diện tích ba lô anh em. Qua đây con nào anh em. Mình đang ở trên khu cổng trời và hiện tại thì vẫn chưa thấy ai cả. Kia rồi, phía trước trường học này. Vãi cả trưởng làm sao. Thằng bé công nhận là núp rất là nhanh luôn này. Dựng bom keo lên luôn làm sao. Làm sao mà sơ được kẹo hả anh em. Dựng thêm quả bom keo nữa. Ok ok. Câu liệu quá nhá. Chạy đâu. Chạy đâu hả em. À, thanh niên mặc đồ trắng à. Dính liệu xương xương rồi nha em. Làm sao vậy. Ui, shotgun lại dám gọi là thể hiện tài solo bắn xa với lại MP40 à. Thanh niên đúng là ngáo nặng rồi anh em. Nghĩ sao sơ được tôi hả anh em. À, bên này mình không biết là còn ai nữa không nhở. Trước tiên là quấn cho nó full cây anh em. Đó, đầy cây máu thì các bạn chơi game cực kỳ là tự tin luôn. Và không phải sợ bố con thằng nào hết cả. Ok, đã có thêm được một xíu đạn súng tiểu liên. Tầm này thì có lẽ là kẹo vẫn sẽ phải lượm thêm đạn súng tiểu liên thôi. Ơ kìa thằng nào kia. Úi dồi, úi dồi, lên bảng chưa, 3 kill luôn. Thơm chưa anh em. Hòm sắt này có gì không đây. Ui dồi ôi, hòm sắt chẳng có gì cả. Với lại thì mình cũng không bao lâu mất tiêu rồi mà. Vâng, và mình đang chạy qua phía này. Đó là phía thác đồng hồ. Ui, có người, có người. Chạy qua anh em ơi, chạy qua anh em ơi, có người nè. Ơ, nghe thì tiếng gạ dao à. Thế như là chuẩn bị là có team nào đấy. Team up ở đây thì phải. Một cái néo đỏ này. Ui, vãi trưởng đúng luôn. Đúng luôn. Hai đứa chúng mày tính team up với nhau à. Anh lại sợ cả chú quá nhở. Lên bảng đi mày. Ui, vãi trưởng, làm sao? À, thích solo với anh à? Muốn cái gì hả? Chuẩn bị cho nó lên bảng luôn anh em. Chạy đâu rồi hả em ơi? Hả? Chạy đâu rồi hả? Nó đang ở ngay trong cái phía bông keo kia luôn. Ok, không sao cả anh em ơi. Không sao, bôi cao sẽ khỏi, cứ phải từ từ đó. Từ từ rồi là chúng ta sẽ kill nó luôn chứ ngại gì nó nhỉ. Đúng rồi. Chạy ra ngoài đi em. Láo nháo với anh à? Hả? Thích láo nháo với anh không? Cái đậu xanh này. Coi chừng bể đầu nha em ơi. Anh lại sợ quá nhở. Sợi lưng keo này. Chạy đâu. Chạy đâu hả. Chạy đâu hả. Lên bảng chưa. Chạy đâu. Nói rồi mà không chịu nghe cơ. Thế là xong luôn. Thanh niên thứ mấy rồi đây anh em ơi. Mình đã hạ được 5 kill ở trong cái trận đấu này. Số lượng người chơi còn lại là 12 người chơi nữa. Mà chẳng hiểu sao mình lâu hết ốm thế anh em. Hôm nay làm video cho anh em xem vẫn đang còn ốm đây. Thế luôn kiểu cảm giác giọng nghe nó ngọng ngọng. Giọng nghe như vịt đực vậy thì anh em thông cảm nhá. Mà nếu như mọi người thấy video của mình hay, đừng quên like anh em có thể là chia sẻ video và nhấn vào đăng ký kênh nhá.
Đây mình sẽ thử ra đây coi. Đơn giản là ngày hôm nay sáng ra vào trong cái vòng quay vàng bên Gardena Free Fire nó tặng cho một vé quay miễn phí đấy. Thế nên là kẹo quay thử luôn. Ai ngờ chúng luôn được cái bộ trang phục này, ngon lành luôn anh em. Hình như là cái bộ trang phục gì đó, không gian gì đó mình không nhớ nữa. Chiến binh không gian à? Hình như là vậy. Ok ok ok. Ui vãi trở chứ có người kìa. Làm sao vậy? Làm sao vậy hả? Adu. Chạy đâu hả em ơi? Mà công nhận là nó còn ngon hơn cả mình nữa. Nó có bông keo anh em ơi. Mình lại chả có quả bông keo nào. Thôi xong. Dã man quá nhỉ. Cái đậu xanh này. Cái này công nhận là đồ ngon đấy. Bình tĩnh nào. Đây, chạy tạm xuống phía dưới đi anh em. Chạy cẩn thận không là bắn cho tét mông lại hỏi tại sao. Ui vãi trở. Thôi nha. Ây anh ơi đừng vậy. Đừng vậy anh ơi, em sợ. Lao nháo pháo ăn xe à? À đây rồi, chạy đâu hả em? Ui. Đừng vậy. À đù này. Bây giờ chúng muốn cái gì? Ok, mình sẽ cuốn máu đầy cây đã. Cái đậu xanh này. Ngay chỗ bông keo luôn mà. Chú tưởng là chú giúp gốc cây là hay lắm hả? Ok thôi, cho nó giúp gốc cây luôn anh em. Việc gì phải nể nang nữa nhở. Coi chừng nha. Thằng mẹ nó tăng nhiều máu lắm rồi anh em. À đù này, làm sao? Chú có bao nhiêu quả bóng keo? Hả? Có bao nhiêu quả bóng keo này? Anh chơi với chú luôn này. Ui pha này chơi nó sao mà gọi là khoai thế anh em. Sao mà khó nhai thế. Ui phía sau còn người nữa nè. Thằng nào vậy? Thằng nào ngay phía sau vậy? À đi rồi. Tưởng ai cơ? Thì ra là thanh niên áo hường cơ. Hả? Thanh niên áo hường cơ. Áo hường thì làm sao? Áo hường thì cũng lên bảng điểm số nữa này. Thích mặc cái áo hường màu sắc thanh niên cà ve à? Vâng, như vậy là còn lại 7 người chơi nữa trong cái trận đấu này. Ui rồi ôi, có luôn được một cái scoponic bắn quá đã luôn anh em ơi. Ok. Ui rồi, thằng này nó chạy xuống nó sơi tôi luôn anh em. Căng thẳng à nhá. Ây bạn ơi đừng. Đừng vậy, mình sợ bạn ơi. Đừng. Cái đậu xanh này. Xuống đây để sơi anh phải không? À thằng này nó có dã tâm nó xuống đây nó sơi mình anh em. Chạy thẳng lên phía trên nào. Kia rồi. Nó chạy qua đây anh em ơi. Qua chặn đầu nó luôn. À chạy đâu hả? Đây rồi à? Úi dồi. Lên cấp chọc cả. Sai lầm rồi bạn ơi. Lên bảng luôn, thề luôn. Bé sai lầm vãi trưởng. Chẳng hiểu sao nó lại nhảy lên cáp treo vào cái lúc nãy. Thế trong khi mình đang đứng ngay sau lưng nó. Ê, chắc là cuống quá, không có đường nào để chạy rồi anh em ơi. Rất là xin lỗi bạn vì đã đưa bạn lên bảng điểm số hơi sớm. Còn 6 người chơi nữa hả? Hôm nay thì kẹo sẽ xem như nào, cố gắng tự tin kiếm top 1 cái nhỉ anh em. Mặc dù là biết là con đường đến top 1 nó khá là gian nan. Nào, người đâu cả rồi ta? Chưa thấy anh em. Tầm này là chúng nó lại dẫn nhau, người ta gọi là đưa nhau đi trốn cả rồi. Còn tôi thì vẫn đang lang thang đây. Lang thang đi kiếm kill thôi anh em. Kìa, có thính anh em ơi. Drone thính thằng nào nó vừa gọi ở đó. Mình qua xem thằng nào vừa gọi xử nó luôn anh em. Bo sắp thu rồi lại còn gọi cả drone thính cơ. Công nhận là cũng mò mặt đấy. Công nhận là cũng dân chơi đấy. Nào, không coi. À, thằng mày lái xe. Úi dồi, bé học lái ô tô à? Làm sao? Lái xe phải không? Úi dồi ôi, đúng là bé học lái ô tô rồi. Ngon chưa anh em ơi, đủ ngon chưa? 8 kill rồi nha. Cứ phải gọi là hơi bị gắt luôn nè mọi người. Chắc là mình nghĩ là mình không nên ở đây lâu đâu anh em. Đơn giản là nó chỉ là một cái khu vực nó nằm ngay rìa bo thôi. Nên là chúng ta sẽ di chuyển chứ mọi người. Mình đâu phải dăm ba thiên niên thủ tròi thế luôn. Mình chơi game mình rất là ghét mấy đứa kiểu chuyên ngồi thủ tròi này. Thằng thì chuyên ngồi thủ nhà này đấy. Thằng thì giúp góc nọ góc kia góc lát các kiểu leo rank. Thề luôn. Game sinh tồn mà các ông. Đấy anh em ơi, nhảy ra mà solo mà chiến đấu như một người đàn ông đi thề. Chẳng hiểu sao anh em chơi game có những cái chiến thuật nó lại sai lầm như vậy. Thôi nào, lên phía trên coi. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đang lên đến đó là 20% rồi. Làm sao mà hạ gục được thêm 4 thằng nữa là win, là top 1 luôn. Nào. Ơ kìa, có mìn à? Thằng nào gài mìn mà lại gài ở ngay đó vậy?
Đây có một cái hòm xác cho chúng ta lượm nè. Để kẹo check coi có gì đây. Chỉ là một cái ba lô 2 thôi. À có xe. Có xe anh em ơi. Chuẩn bị xem đón đầu nó và xử nó thế nào. Ở đây à? À thằng bé lên tròi. Thằng bé lên tròi để thủ không nào. Chắc chưa em ơi. Kìa. Lên luôn. Lung linh là lên luôn, là lên bảng điểm số luôn nhá. Ui, nữa hả? Ui rồi ôi. Chạy đâu hả em? Chạy đâu cho thoát hả em ơi? À, vậy là bây giờ còn hai đứa anh em. Ten, mình sẽ chạy thử qua đây con nào. Đâu? Hai thằng quế đâu rồi? À, chưa thấy chúng nó luôn nè. Vãi cả trưởng đây à? Đây Hải ơi. Ui rồi ôi. Lại thêm một chủ tịch nữa lên bảng số rồi, mình có 11 kill luôn. Hơi bị ngon lành nhở.